Som Anumodane Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa Namatho Ratanata Yasa Khyom Prakaruna Mecha Som Lê Cung Bong Kong Anh Chị Lý Cô Rục Namasaka Chung Phu Phu Chung Bay Nay Prakrai Roat Kư Phutha Ratanata Mui Thamme Ratanata Mui Sangka Ratanata Mui Đào Sikaday Cô Rục Chirak Thla Đập Phung Phu Rokia che vantaraya cha opana che opatavia puttihia di anuphia vene Daoi anuphia ne keriya tang bat namasaka Mien praputha ratana che dam vane ne Kasom kapia vinchih bong na opatruk Opavantaray tang lai tung kuong di kat mien Khnong sandan tak patay pukun cha krupo ong tak chat របស់លោកពុទ្ធបរិស័ទញាតិញោមប្រសរីទាំងអស់ចង្រៃនិងឧបទ្រពទាំងឡាយទាំងពួងនោះសូមបោវាជាចេញឆ្ងាយចាប់តាំងពីពេលនេះតរៀងទៅឥតោបរិញមយ៉ាងធម្មទេសនាំទេសិសាមៈទីតេយំពីការប្ររំធ្វើបទនមស្ការដល់សង្ខេប bài khlay một phần này đầm râu đò rút nhóm bệnh cả rô nát mạp hiếp chẳng phí bà ông nâng ở rạch tình yên nâng bệnh khoa tê sana đầm bê sông đây và kênh chạy chun chùm phút phục quân chắc cực bà ông nhận nhóm phút bò rì sát bà sợi tầng ốc đầm bê nâng sát đầm dô phá là nị xong tam nị say chứ đạt là rừng rìm luôn vì lì ở cả nị cư trâu chi Rất xưa ngày chân đọc mùi rồi khai cả đất cho năm thọc trái sạc bổ sạc cả đại bí bọn bàm rồi hai sạc bàm Trâu năm tháng ngày tì mở phây mùi khai vịt chế ca cho năm bí bọn đọc mùi Cảm ơn thị bọn nít bàn bà 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 tơ nâng kê hạ tha nô rộ bọ Lô bà bà sọ chung thay ở bà xì ca chấm lầm Thật nâu nâng phôm xa mở kì Khôm bệ đồng bóng sọ rộng mộc cùng phú lúc khai thần đào Bà chạy tiên bà thiên bọn miên lô thay sở rân nâng nạ sầy nay sru Bồn tầng bọt Nạ sầy thay sở rống Bồn tầng bọt Nạ sầy thay chân nâng lô xâm sơn Bồn tầng bọt Lột thay sụp hình nâng nạ sầy lai sụp Vìn bồn tầng bọt Lột thay sụp hìa nâng nạ sầy phế Cấm hồi Bồn tầng bọt Lột thay sụp phòn nâng nạ sầy châm trao vị chất Bồn tầng bọt Lột thay sở vụt Nâng nạ sầy hôn xà vươn bồn tầng bọt Nẹ sầy thay văn ná nâng lô dân phía rung prôm tầng bọt Nẹ sầy thay văn ní nâng lô mân sở vụt prôm tầng bọt Lô thay chàn ní nâng nẹ sầy sọc chàn thay prôm tầng bọt Lô an phía rẹ nâng nẹ sầy rẹ smay prôm tầng bọt Tầng ọc khani trâu chìa con cửa xa chào tầng ọc bàn buôn bà tệ khani chìa ai cửa chàn Phật đàm thơ bị thị bôn phụt thịa bị say nâng chùm ràn bờ chun Chùm nộ ba sọ chùm thay nâng ở ba dì ca chùm lầm Đại miên bờ chun ưu rô nâu sọc ngay Phụng tên ở tư cổ xoay chùm chùm phuốc Đó nhịa tỷ ca tên phụng vi sẵn đán Đại ba lê lục nít tạc can lục khẳng mục Nâng vì lê ca nít tiết nhóm cả na thamạc hiệp Tên phi ông bàn tổ tùl ca đạt tần niên đi môn Đồng phi lộn chạc tiên và thiên bôn Đồng bây xong đáy khô tế sạ Đã lâu thay ní nhóm cả nà thơm mạp hiệp Bàn ở các đồng bây xong đáy khô Chủ nhiệt nhôm sạ đậm Đã lâu ní nhiệt nhôm sạ đậm khô tế sạ Nhôm phung xa mở kì Nhôm ơi Thức ngạt mở Đã lâu nà mạng sạ ca sẵn á chẳng tình
ri kệ ri ya nè ma sa ca thay bồng cung nay nhom bệ ca ru na chôn miên dal bệ đam miên bệ phi ang nu bệ ang chia bệ a ra han đập ro sa ya tho tiang puong đai pro pay châm pua bệ ang at miên kru a cha na pro đau bệ ang ហើយសូមអនុមោទនាដែលសោចឹងបានស្ងាត់មិនចឹងអត់ស្ងាត់ឥឡូវនេះគឺដល់ពេលវេលាស្ដាប់ធម៌ទេសនាដែលអាត្មាភាពនឹងសំដែងណាញាតិញោមណាព្រោះការស្ដាប់ធម៌ទេសនានឹងនាំមកនៅបញ្ញា បើអត់បានបញ្ញាក៏ញោមប្រុសញោមស្រីញោមចាស់និងញោមក្មេងគ្រប់រូបមិនចង់ស្ដាប់ដែរមែនទេញាតិញោមដល់ហើយទៅការស្ដាប់នឹងមិនមែនតែចំពោះតែពធទេស្ដាប់លោកគ្រូអ្នកគ្រូបង្ហាត់ពន្យល់ក៏បានដល់បញ្ញាដែរតាមមុខវិជ្ជាដែលខ្លួនបានសិក្សាស្ដាប់ច្រើនចម្រើននៅទ្រឹស្ដីញាតិញោម ស្ដាប់ច្រើនក៏ចម្រើននៅបញ្ញាដែរលោកអ្នកសិក្សានៅទ្រឹស្ដីគ្រប់រូបចង់ឲ្យខ្លួនឯងពកែនិយាយទាល់តែប្រឹងស្ដាប់បើខ្លួនឯងចង់ចេះនិយាយចង់ពកែវោហាតែមិនប្រឹងស្ដាប់អត់ចេះវោហាទេញាតិញោមអ្នកដែលពកែទ្រឹស្ដីពកែវោហាគឺគេពកែស្ដាប់លោកអ្នកពកែទ្រឹស្ដីដែរស្ដាប់តគ្នាណាញាតិញោម ហើយបើញាតិញោមមានបំណងថាមិនចង់បានទ្រឹស្ដីតែស្ដាប់អំពីប្រាជ្ញានិងយោបល់របស់លោកអ្នកនិយាយតើការនិយាយពាក្យនិយាយសម្ដីធម៌អាជួនញាតិញោមស្ដាប់នឹងត្រូវតាមការត្រាស់សម្ដែងរបស់ព្រះដែលមានវិភាកដែរឬក៏អត់នេះគឺជាឈ្មោះនៃអ្នកស្ដាប់អ្នកប្រាជ្ញគ្រប់រូបបោះបង់ទៅការស្ដាប់ចោលអត់ឈ្មោះថាប្រាជ្ញទេញាតិញោម ស្ដាប់ធម៌ទេសនាជាសញ្ញានៃអ្នកចង់ចេះហើយចង់បានបញ្ញាស្រឡាញ់សៀវភៅជាសញ្ញានៃអ្នកចេះមានចំណេះជាសញ្ញាមិនក្រខ្សត់ពានាជាសញ្ញាអ្នកចូលវត្តអត់សម្ពុតជាសញ្ញារបស់អាចារ្យស្ដាប់តើណាញាតិញោមតើណាស្រឡាញ់សៀវភៅជាសញ្ញារបស់អ្នកចេះ អ្នកដែលគេចេះគេចូលចិត្តសិភៅចំណាយលុយទិញសិភៅមួយក្បាលគេត្រូវតែយកបញ្ញាពីសិភៅនោះឲ្យបានហើយកាលណាបុគ្គលដែលជាអ្នកស្រឡាញ់សិភៅសិក្សាហើយចេះអានស្រឡាញ់សិភៅហើយគឺអ្នកហ្នឹងគឺពិតជាសញ្ញារបស់អ្នកចង់ចេះហើយញាតិញោមខ្លះគេបោះពុំសិភៅទិញគេដែររៀនមួយឆ្នាំដូចគេដែរ ចាប់ពីឆោមមាសគេដែរគេចាស់អស់ហើយលីងឯងនៅថ្មីរើងហើយសួរថាម៉េចបានសភៅថ្មីខ្ញុំមារសាមិនដណាដូចខ្ញុំរបស់របស់ស្អាតអញ្ចឹងសភៅល្អហើយសភៅទូកចូលចិត្តមនុស្សណាញាតិញោមចូលចិត្តមនុស្សកាន់សភៅថ្មីឬក៏ចូលចិត្តមនុស្សកាន់សភៅទូកមនុស្សកាន់សភៅដែលទូកដែលរិចអស់ហ្នឹងដែលសារគេប្រកែកបើកមើល ញោមយកបៃដកប្រគេនលោកនៅវត្តបើបៃដកបីឆ្នាំទៅមើលបើក៏ថ្មីរឿងអត់ដែរសบายចិត្តទេមែនតដល់អើយសบายណាស់ដូចកូនទិញបីឆ្នាំក៏មកអើយចាស់ទិញសบายចិត្តមែនតើបើទៅដល់ឃើញសភៅចាស់អស់បៃដកឈ្មោះខ្ញុំកណាទិញទៅនឹងចាស់អស់សบายចិត្តទៅលោកអានហើយលោកមើលហើយប្រសាគរាវាគ្រប់រូបនឹងក៏យកអានហើយ អ្នកដែលស្រឡាញ់សភើគឺជាសញ្ញារបស់អ្នកដែលចេះហើយអ្នកមានចំណេះជាសញ្ញារបស់អ្នកមិនក្រខ្សត់ស្គាល់ក្រអត់ស្គាល់ខ្សត់ទេចុះខ្សត់ទេក្រឲ្យខ្សត់ខុសគ្នាដូចគ្នាខុសគ្នាក្រក្ររមបានហើយខ្សត់ខ្សត់ខ្វះឲ្យតាល់ទៀតញាតិញោមដឹងអត់ ក្រនឹងក្រំត្រឹមតែមកក្រទេតែខ្សត់នេះតិចចាប់នេះខ្សត់ចាប់នោះខុសចាប់នេះខុសអានឹងប្របាក់តែបើមានចំណេះជាសញ្ញារបស់អ្នកមិនក្រខ្សត់អ្នកគេចេះដឹងគេអត់ក្រទេណាញោមណា
nè kì miên chùm nè cứ kê ọt cỏ tê chùm nè nâng mình chăm bách tò nè anh sắc xa master bạc chủ lơ ấy tê bàn hào chú mô ta nè nâng á cứ chỉ nè miên chùm nè mê nè nè bạc con có chùm đi anh bạc quạt chùm nè bạc quạt nhôm nè đê bạc có chùm nè bạc nhôm nhôm nè đâm đồng nam thơ chùm cá chùm đi anh bạc nhiệt nhôm ăn đà cỏ tê cỏ cỏ nè đê miên chùm nè miên chùm nè nè nhôm nè à piền ní chia sẻ nhá là bao nè chùa vạn nè để thọ chùa vạn chè piền ní nè để thọ từ bon từ thơ bon chè piền ní nhẹ nhõm nè đấy nhẹ nhõm dương bơ nè đài piền ní chia ra để nè từ bon đấy nè từ vạn đấy đài miền đà na piền ní hay coi phật đấy đấy nhẹ nhõm đài miền đà piền ní sát đây sạp tổng coi pen phen phật đài miền đấy ai piền ní là sắt ta ao pa ao ai piền ni sát coi lên bì á à đài miến đấy nhôm nè chẳng nè đài piền ni cứ chia sẻ nhá nè đài chùa vạt đây nè thọp chùa vạt nè thọp tự bon nè thọp vừa bon vừa ai sọp cột ăn sầm phốt chia sẻ nhá bỏ chài à chài buông hoa đài sli ai đây sạt tận đâu nhẹ nhôm bật tha xa về ở bỏ chài một tí sna đôi thma chân tớ mau tí sạt thế nhẹ nhôm thầy nè sđập nâng sđập ở chai nâng sẽ sạt đây chẳng dưỡng ngọt đấy dưỡng sạc sạc của quốc đó miền sạc bóng chỉ vô sạc bạc chẳng phiền đăng thà mình không hề nhận nhôm nó là nhôm nó sờ lanh sờ phấu chia sẻ nhà đó bọn nè chết miền chùm nét chia sẻ nhà mình cọ sát biển ní chia sẻ nhà nè chùa vót ọt sùm phút chia sẻ nhà bỏ chai chàm mấy nhận nhôm chàm ở lâu thà tam lô với nhôm đấy sờ lanh sờ phấu chia sẻ nhá là bó nẹ trẻ miên chùm nét chia sẻ nhá là bó nẹ mần cọp sọt tiền ní chia sẻ nhá là bó nẹ chùm vọt ọt sùm tốt chia sẻ nhá là bó hải chạy nè nằm bồ tình đi à lâu dân kết mơ bị phía mơ khôn ông ca sẽ đập của thô nâng đội khôn hiền à lâu ní à thơm an nâng ở đây tình yêu của thô xong đây bần tó kê rê bệnh mình là người chấn à lâu nâng tê xin à bần tó bí kê rê đây xong đây nâu khang khôn cổng bông bần bệnh mình nhận nhầm sẽ đọc bì rèng khách bì về cứ xong đây nhầm bí phổ vát ở đó bóc bì rèng cụ má đã ca sập bạc đại bệ cổ ma đã ca sập phạ nâng bàn sập sụm núa ẩm bí sụt thiêu viêm mà hà phùng để tôi chỉ mệt phe sập đây phổ vát nâng cứ phổ vát bao mà hà sa vẹt bảy sập óng á nhận nhầm à lâu nâng đầu phổ vát bệ hà đã hoàn ti đọc pì để nó bảy sập óng á nhầm á cổ ma đã ca sập phạ nâng bàn sập sụm núa ẩm bí sụt thiêu viêm mà hà phùng nâng nâng bảy an thẹo vần tới bàn sự thiền viên tre chia sầm lạnh cha cà pi buông chiều mùi khnía khnông sạc sna phổ phật và niệm ca sập bạc chôn mo đạt prasna kho đọc pram kho đọc pram prasna hỡi ơi cụ ma đã ca sập bạc đại nơi chia phổ thôi chôn là lái tớp tay bằng phay nhau bằng sam và tiết trăm đâu kho prasna đang ở chỗ bạc đầm bấy yếm từ tu xuân đâu kho prasna đâu chừng phút pre sạc sda chỉ ông mà cha bộ ấy sự thiêu việc mà prom ban pháp thà đọc pram kho prasna ni pre thì khâu xong nè prai nó lơ lộc ni tiếng mà nút tiếng tê đá tiếng prom tiếng mi mình miên là nè bỏ sai đọc sai rồi nở kho prasna tiếng đọc pram kho nên thế vì lên để pre sama samput đại chia prom và kru chỉ ông và cha này dương bán miền tây phở ông mùi cốt đài phở ông ai đó phở sna nâng bàn tên bàn sử thiêu viêm hạ prung rì vô rô phở sna tiên đọc pram khó ôi cô ma đã ca sử phá lục chăm cô ma đã ca sử phá chăm phở sna tiên đọc pram khó nâng nì môn chê nhầm phi prey on theo vòn tớ chô tờ cán vòn chê tờ phôn nia về liệt ngày tên bàn tu xuống bệnh đồng miên vật hiện nơi khó bệnh sát tiếng đọc pram khó nâng khó tì mùi xuống tha miên đọc bộ mùi khó tì pi xuống tha miên say nợ bề dục khó tì bấy chạy nợ bề ngay
ខទី4ព្រាមខទី5សុមេធៈខទី6សាស្ត្រាសំដែងនោះមិនចប់ទី6ទេញាតិញោមណាឥឡូវមកដល់ទីនេះតទី7ឥឡូវនេះខទី7គឺព្រះកុមារកាសបៈបានទូលសួរព្រះអង្គថាបបិទ្ធព្រះអង្គដល់ចម្រើនតើខប្រស្នាជាបន្ទាប់ត្រង់ចំណុចទី7ថាជីកទី8ថាសន្ទះទ្វាកង់អញ្ចឹងខទី7ថាជីកខទី8ថាសន្ទះទ្វាកង់តើពាក្យនឹងសុធាវិសមហាព្រំនឹងចង់បានន័យថាយ៉ាងម៉េចនេះអាត្មាសួរអនុថែទេណាញាតិញោមតើពាក្យនឹងព្រះកុមារកាសបៈសួរនឹងហើយព្រះសាស្តាជាអង្គម្ចាស់ព្រះអង្គទ្រង់បកស្រាយថាយ៉ាងដូចម្តេចទី7ថាជីកទី8ថាសន្ទះទ្វាកង់សូមអនុថែមេត្តាបកហើយនឹងស្រាយជូនញាតិញោមវិសាសូមអរតនានិមន្តអនុមោទនីនមោតស្សៈភគ្គវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមោតស្សៈភគ្គវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមោតស្សៈភគ្គវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមោធរតនតយស្សៈខ្ញុំព្រះករុណាសូមនមស្ការក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះរតនត្រ័យទាំងឡាយ3គឺព្រះពុទ្ធរតន1ព្រះធម្មរតន1និងព្រះសង្ឃរតន1ដែលជារតនឯកដ៏ដំឧត្តមប្រសើរវិសេសពំពោះនៅលើលោកផន្តេមហាថេរបពិត្រព្រះមហាថេរដ៏ចម្រើនអស់លោកសាធុសប្បុរសប្រុសស្រីទាំងអស់ក្រោយអំពីការប្រពតនមស្ការមានប្រមាណប៉ុណ្ណេះដើម្បីបានជាឱកាសសម្រាប់ខ្ញុំបកណាអាត្មាភាពចូលរួមសម្ដែងនៅព្រះធម៌ទេសនាសម្រាប់ខ្ញុំបកណាអាត្មាភាពបានចូលរួមសម្ដែងនៅព្រះធម៌ទេសនាក្នុងកម្មវិធីបុណ្យពុទ្ធពិស័យនិងពិធីបុណ្យចម្រើនព្រះជន្មជូនចំពោះលោកឪពុកជុំថៃនិងអ្នកម្ដាយចឹមលឹមនៃវេលាឱកាសនេះអញ្ចឹងវេលាឱកាសនេះអាត្មាចូលរួមសម្ដែងពធទេសនាក្នុងសំណួររបស់ព្រះមហាថេរអញ្ចឹងព្រះមហាថេរព្រះអង្គឲ្យបកស្រាយនៅនៃចំណុចរបស់សំណួរនៃព្រះកុមារកាសបៈបានទូសួរព្រះដ៏មានព្រះភាកត្រង់ចំណុចទី7និងទី8ចំហសោតាចាំស្ដាប់ក្រេបយកនៅព្រះធម៌នៃសេចក្តីដែលព្រះដ៏មានពុទ្ធជាអង្គម្ចាស់ព្រះអង្គបានឆ្លើយតបនៅសំណួររបស់ព្រះកុមារកាសបៈនៅក្នុងចំណុចទី7និងទី8ចំណុចទី7ពាក្យថាជីកពាក្យថាជីកនេះគឺព្រះដ៏មានពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់សំដៅយកការបំពេញនៅសេចក្តីជាយាមប្រកបតដោយយោនិសោមនសិការៈត្រេះរិះពិចារណានៅក្នុងសតិប្រធានទាំងឡាយ4ជាហេតុជាទីតាំងនៃការចម្រើនហើយញ៉ាំងនៅអរិយមគ្គញ៉ាំងនៅអរិយផលឲ្យសម្រេចបានអញ្ចឹងអរិយមគ្គអរិយផលដែលអាចសម្រេចបានអាស្រ័យទៅលើការជីកគឺប្រកបទៅដោយសេចក្តីព្យាយាមត្រេះរិះនៅក្នុងសតិប្បដ្ឋានទាំងឡាយ4មានកាយានុបស្សនាសតិប្បដ្ឋានមានវេទនានុបស្សនាសតិប្បដ្ឋានមានចិត្តានុបស្សនាសតិប្បដ្ឋាននិងធម្មានុបស្សនាសតិប្បដ្ឋានគាត់តែយើងពិចារណាទៅតាមសតិប្រធាន4ហ្នឹងបានញ៉ាំងអរិយមគ្គអរិយផលឲ្យកាត់ឡើងហើយដោយសេចក្តីព្យាយាមគឺការជីកដល់ក្រៃលែងញាតិញោមធម្មតាបើយើងចង់បានអ្វីមួយអំពីព្រះធរណីយើងត្រូវជីកមែនទេញាតិញោមយើងជីកតម្លងមីដើម្បីបានតម្លងមីយកមកស្ងោយកមកហូបគឺពឹងញាតិញោមហ្នឹងប្រើនៅសេចក្តីព្យាយាមហ្នឹងឯងដើម្បីជីកបើញោមចង់ពិសាតម្លងមីហើយតម្លងមីនៅក្នុងចំការនៅកប់ក្នុងដីទៀតញោមអង្គុយបានអោតម្លងមីហើយតម្លងមីហោះចូលក្នុងឆ្នាំងមែនណាតម្លងមីណាបើបន់អញ្ចឹងមែនបាច់ឲ្យហោះចូលក្នុងឆ្នាំងទេឲ្យហោះចូលមាត់លក់ភ្លក់ម្ដងទៅណាញោមណាហ្នឹងបើបន់បានណាឬក៏ញោមចង់ហូបសម្លតាពាំង
ដើម្បីបានសម្លោទៅពាំងដល់ឆ្ងាញ់ពិសាតម្រូវចិត្តរបស់ញាតិញោមគឺពឹងឲ្យញាតិញោមនឹងឯងយកចបយកទៅជីកទំពាំងនៅឯគុំឬស្សីឯណោះណាញោមណាដើម្បីបានទំពាំងយកមកជីកហើយទៅជីកនឹងមិនមែនគ្រាន់តែជីកបាន2 3ចបហើយគ្រាន់តែកោសបលាបន្តិចយើងត្រឡប់មកវិញទៅនឹងអត់បានទំពាំងស្លោទេយ៉ាងណាមិញនៅក្នុងនៃសេចក្តីនេះដើម្បីបាននៅអរិយសច្ចធម៌ដើម្បីត្រាស់ដឹងនៅព្រះធម៌ដើម្បីឃើញនៅធម៌ពិតគឺពឹងផ្អែកទៅលើការជីកពឹងផ្អែកទៅលើការប្រើនៅសេចក្តីព្យាយាមត្រេះរិះពិចារណានៅក្នុងសតិប្បដ្ឋានទាំងឡាយ4ចំណុចទី1កាយានុបស្សនាសតិប្បដ្ឋានការពិចារណាទៅដោយអំណាចនៃសតិរបស់ខ្លួនពិចារណាទៅលើរូបរាងកាយរបស់យើងថាជាកាយនឹងតើកាយគួរឲ្យស្រឡាញ់ឬក៏កាយគួរឲ្យស្អប់ឲ្យដឹងថាកាយនឹងឯងគឺគ្រាន់តែជាកាយកាយនឹងឯងមិនមែនជាធាតុមិនមែនជាបុគ្គលឬក៏មិនមែនជាសត្វឡើយកាយនឹងឯងគ្រាន់តែជាកាយគ្រាន់តែជារបស់ដែលស្អុយពាក្យថាកាយកាយនឹងប្រែថាប្រទេសជាទីដោះឡើងនៃអាការៈទាំងឡាយមានសក់ជាដើមហើយបើប្រែទៅជាគុណនាមប្រែថាស្អុយណាញាតិញោមប្រែជាគុណនាមមកអំពីកុវៈប្រែថាស្អុយប្រែថាក្រក់បើយើងប្រែជាកិរិយាសព្ទប្រែថាប្រទេសជាទីដោះឡើងនៃអាការៈទាំងឡាយមានសក់ជាដើមអញ្ចឹងយើងពិចារណាទៅលើកាយរបស់យើងពិចារណាហើយពិចារណាទៀតដូចជាយើងជីកទំពាំងអញ្ចឹងជីកមកចប់ហើយជីកមកចប់ទៀតមកចប់ហើយមកចប់ទៀតបើសិនជាបានមួយមកហើយមិនក្រន់ញោមត្រូវស្វែងរកទំពាំងផ្សេងទៀតហើយជីកថែមទៀតមែនទេញាតិញោមអញ្ចឹងយើងពិចារណាទៅលើរូបរាងកាយពិចារណាថាកាយនេះគឺជាកាយស្អុយកាយនេះគឺជាកាយអាក្រក់កាយនេះមិនដែលនាំមកនូវគុណដល់អាត្មាអញទេកាយនេះនាំមកតែនៅទោសកាយនេះនាំមកដល់ការកង្វល់ណាញាតិញោមកាយរាល់ថ្ងៃកង្វល់ដោយសារកាយច្រើនណាស់ញាតិញោមម្នាក់ម្នាក់ណាញោមណាហូបបាយក៏ដើម្បីកាយរាល់ថ្ងៃញាតិញោមមុជទឹកក៏ដើម្បីកាយញាតិញោមសាប់សក់ក៏ព្រោះតែកាយញាតិញោមស្លៀកពាក់ក៏ព្រោះតែកាយញាតិញោមយកកង្វល់យកមកពាក់ដល់តិចក៏ដើម្បីកាយញាតិញោមយកចិញ្ចៀនមកសោកមករៀមដៃក៏ដើម្បីកាយញាតិញោមខំលក់ជ្រូកខំលក់គោទៅទិញខ្សែកយកមកពាក់នៅកកក៏ដើម្បីកាយស្អដើម្បីកាយណាញោមណោះលវលនេះរាល់ថ្ងៃលវលអីមិនលវលណែញោមខ្លះគាត់មកបន់ប៉ុណ្ណឹងឯងមិនដឹងតែងខ្លួនអស់ប្រហែលនាទីនេះមុនមកក៏ដើម្បីកាយមិនមែនដល់អាត្មាពីព្រះអង្គនេះទេចង់ទៅណាប្រយទៅណាប្រយណាញោមណាអត់មានលវលជាមួយសត្វសក់មានសាយណាសត្វអត់មានលវលជាមួយនឹងខ្សែកខ្សែដៃចិញ្ចៀនហូលប្រមួងអីទេតែមកម៉ូតហ្នឹងតាំងពីជំនាន់ព្រះមកមកទល់ឥឡូវហ្នឹងអត់មានដូរម៉ូតដូចញាតិញោមទេញាតិញោមហ្នឹងទាញមកពីក្នុងហាប់មករាល់ថ្ងៃហ្នឹងទាញមកហីអានេះដូចជាពាក់ច្រើនសាសាំភ្នែកគេគិតលក់ជ្រូកមួយតរោមួយទៀតសិនអស់មួយទៀតទៅណាញោមណាហើយទិញមកអាម៉ូតដាល់ដាល់អត់ទៀតទេចង់ដូរអាម៉ូតផ្សេងពីហ្នឹងដាក់ឯងធ្វើមកអើប្លែកភ្នែកគេតាំងពីក្មេងមកបើរៀងចាស់រៀងធូរបន្តិចឥឡូវនេះមែនទេតាំងពីនៅក្មេងរាប់បើប្រៀបធៀបពេលហ្នឹងលឺហ្នឹងមកលៀងដងឯនោះមានដែលនឹកឃើញថាកាយរបស់ខ្លួនហ្នឹងទៅជាយ៉ាងហ្នឹងឯណាមានដែលនឹកឃើញថាសក់នឹងទៅជាស្កូវឯណាថារូបរាងកាយអាស្បែកឯហ្នឹងវាទៅជាជ្រីវជ្រួញអីអញ្ចឹងឯណាណោះខ្ញុំណោះមិនដែលគិតឯណាហ្នឹងឯងព្រះអង្គឲ្យពិចារណារូបរាងកាយរបស់យើងឲ្យស្គាល់ថាអ្វីទៅជាកាយពិតប្រាកដមិនមែនជាសត្វមិនមែនជាធាតុមិនមែនជាបុគ្គលទេវាគ្រាន់តែជាកាយប៉ុណ្ណោះជារបស់សោះសូន្យទៅទេហ្នឹងពិចារណានៅកាយត្រង់ហ្នឹងចំណុចទី2នៃសតិប្បដ្ឋានវេទនានុបស្សនាសតិប្បដ្ឋានណាការពិចារណារឿយរឿយពិចារណាទៅលើវេទនាការសោយនៅអារម្មណ៍សុខវេទនាទុក្ខវេទនាសោយអារម្មណ៍ជាសុខសោយអារម្មណ៍ជាទុក្ខការដែលយើងសប្បាយចិត្តយើងរីករាយជាមួយនឹងអ្វីមួយសប្បាយនឹងការដើរលេងសប្បាយជាមួយនឹងការដើរហើរសប្បាយជាមួយនឹងទ្រព្យសម្បត្តិអីផ្សេងផ្សេងដែលយើងទទួលបានកាលណាសប្បាយចិត្តកើតសោមនុស្សរីករាយខ្លាំងក្លាទៅដល់តែពេលរបស់ទាំងអស់នឹងវាសាបសូន្យទៅវិញទៅតាមអំណាចនៃអនត្តាធម៌មិនមែនជារបស់យើងមិនអាចប្រកបវាបានយើងសោយនៅអារម្មណ៍ជាទុក្ខហៅថាទុក្ខវេទនាចុះពិចារណាយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យឃើញច្បាស់ពិចារណាទៅតាម
ឧបេក្ខាវេទនាការសោយអារម្មណ៍ជាកណ្ដាលទោះបីជាមានមានទៅធម្មតាណាញោមណាទោះបីជាអត់ក៏អត់ទៅធម្មតាហើយកើតឡើងធម្មតាទៅហើយសាបសូន្យទៅវិញក៏ធម្មតាទៅមនុស្សយើងមកអំពីមិនចេះពិចារណានៅវេទនាជាកណ្ដាលហ្នឹងបើចេះតែកើតទុកហ្នឹងណាញោមណាកើតទុករឿងប្តីកើតទុករឿងប្រពន្ធអីហ្នឹងចេះតែគិតប្តីអញហើយប្តីអញណែយើងគិតថាបោះអញមានអញហើយមិនក៏មានអ្នកផ្សេងទៀតមែនទេប្តីអញអើយប្តីអញតាមពិតបើរបស់យើងមែនយើងខ្វាត់បានទៅណាញោមណារបស់យើងខិនទៅបដោះអាសន្នទៅតើបានជាតិនឹងរបស់យើងតែជាតិមុនមិនមែនប្រកាសថារបស់យើងឯណាជាតិមុនអាចរបស់អ្នកណាផ្សេងអីចឹងទៅណាញោមណាហើយប្រពន្ធហ្នឹងក៏អញ្ចឹងជាតិនឹងប្រពន្ធយើងជាតិមុនហ្នឹងប្រពន្ធគេទៅជាតិក្រោយទៅប្រពន្ធគេផ្សេងណាទៀតទៅនឹងយើងចម្រើននៅឧបេក្ខាចិត្តជាកណ្ដាលញាតិញោមយើងឧទាហរណ៍ថាអ្នកដែលយើងស្រឡាញ់ទៅមានអ្នកណាផ្សេងយើងទៅបន្ទោសអីបុគ្គលម្នាក់ហ្នឹងណាញោមណាថាគេលែងត្រូវការយើងគេលែងមិនរស់នៅជាមួយយើងហើយយើងច្នែនគេយើងខឹងគេតាមពិតទៅគេមិនមែនមិនគិតគូរយើងទេញាតិញោមប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់សេចក្តីស្រឡាញ់របស់គេវាអត់បានដោះនៅក្នុងចិត្តរបស់គេទៀតបានជាគេអត់ស្រឡាញ់យើងមែនទេឧទាហរណ៍ថាយើងស្រឡាញ់អ្នកណាម្នាក់ស្រឡាញ់ហើយយើងត្រឡប់ទៅជានឿយណាយត្រឡប់ទៅជាស្អប់ហេតុអីបានជានឿយណាយហេតុអីបានជាស្អប់មកអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់វាអត់បានដោះនៅក្នុងចិត្តរបស់យើងដើម្បីបកគលឲ្យម្នាក់នឹងទៀតអញ្ចឹងបានតែវាមានរឿងផាត់គ្នារឿងក្បត់គ្នារឿងទៅចោលគ្នាវាទៅជារឿងជះទឹកអសិចរឿងអីដាក់គ្នាហ្នឹងណាញាតិញោមវាមកអំពីអីមកអំពីសភាវៈពិតគឺសេចក្តីស្រឡាញ់របស់បុគ្គលមួយមិនបានដោះបន្ថែមទៀតដើម្បីបុគ្គលមួយទៀតវាទៅជាដោះដើម្បីបុគ្គលអ្នកផ្សេងណាញាតិញោមណាអាហ្នឹងយើងធ្វើយ៉ាងម៉េចយើងពិចារណាដើម្បីរារាំងនៅសេចក្តីទុក្ខកុំឲ្យវាកើតមានខ្លាំងពេកដល់ពេលកើតមានខ្លាំងពេកអត់បានគិតពីរឿងឧបេក្ខាចិត្តគិតរបស់អញបោះអញចង់ធ្វើបាបគេលេបថ្នាំសម្លាប់ខ្លួនយ៉ាងសង្ហាណែណែញោមនឹងហើយធ្វើឲ្យណែឯងដឹងខ្លួនមើលតើបែកឯងទៅចោលអញហ៎អញខាត់ស្ដាប់ហ៎ខាត់ប្រហែលដងហើយស្ដាប់ឥឡូវសាកមើលអញលេបថ្នាំសម្លាប់ខ្លួនឲ្យវាដឹងខ្លួនតិចមើលដល់យូរបានដឹងខ្លួនណាញោមណាហ្នឹងហើយគ្រាន់តែយើងស្លាប់ហើយធ្វើ7ថ្ងៃមិនទាន់ហ៎វាយកអ្នកថ្មីយកមកដាក់ផ្ទះហ្នឹងបោកផ្អែមអត់អ្នកស្លាប់ផ្អែមទេអត់ទេរូបថតយើងពាក់នៅអញ្ចឹងគេយកដាក់បាតហឹបឯនោះពីជិលឃើញអ្នកចាស់ណាញោមណានឹងហើយទៅគិតអីអញ្ចឹងហ៎នឹងមកអំពីយើងអត់ចេះចម្រើននៅឧបេក្ខាចិត្តទៅតាមវេទនានុបស្សនាសតិប្បដ្ឋាននេះចំណុចទី2ចំណុចទី3ចិត្តានុបស្សនាសតិប្បដ្ឋានការពិចារណានៅចិត្តចិត្តដែលវាកើតមានហើយវារលត់ទៅវិញចិត្តគ្រាន់តែជាចិត្តចិត្តគឺជាសភាវៈត្រេះរិះនៅអារម្មណ៍អញ្ចឹងពេលដែលអារម្មណ៍វាកើតមកជាទីតាំងនៃតណ្ហាឧបាទានយើងកុំឲ្យចិត្តរបស់យើងនឹងវាងប់ងល់ជាមួយនឹងការចង់បានជាមួយនឹងលោភៈជាមួយនឹងទោសៈអីញាតិញោមហើយគ្រាន់តែជាចិត្តតែប៉ុណ្ណោះទេបើគ្រាន់តែជាចិត្តតែប៉ុណ្ណោះទេហេតុអ្វីក៏យើងឲ្យចិត្តនឹងឯងប្រព្រឹត្តទៅតាមអំណាចលោភៈទោសៈហើយឲ្យកាយនឹងឯងវាប្រព្រឹត្តទៅព្រមជាមួយចិត្តជាអ្នកបញ្ជានឹងទៀតឲ្យយើងពិចារណាឲ្យទៅជាឧបេក្ខាចិត្តឲ្យទៅជាចិត្តស្អាតឲ្យទៅជាចិត្តបរិសុទ្ធហើយយកចិត្តនឹងឯងឲ្យជ្រះថ្លាជាមួយនឹងសេចក្តីល្អញាំងកាយញាំងវាចាដើម្បីប្រព្រឹត្តធ្វើនៅអំពើជាកុសលហើយនឹងឈ្មោះថាជាអ្នកចម្រើននៅចិត្តមួយទៀតធម្មានុបស្សនាសតិប្បដ្ឋានាការពិចារណានៅធម៌ទាំងឡាយថាមិនមែនជារបស់ខ្លួនធម៌ទាំងឡាយដែលមិនមែនជារបស់ខ្លួនគឺជាធម៌ដែលវាប្រព្រឹត្តទៅព្រមជាមួយនឹងសេចក្តីសាបសូន្យជាទីបញ្ចប់កាលណាកើតឡើងហើយគឺរមែងតែងតែឋិតនៅក្នុងអនត្តាធម៌មិនមែនជារបស់ខ្លួនមិនអាចហាមឃាត់ថាមិនឲ្យចាស់មិនឲ្យជរាមិនឲ្យឈឺមិនឲ្យស្លាប់មិនឲ្យព្រាត់នោះបានទេបើសិនជាយើងចេះពិចារណានោះឯងឈ្មោះថាជាអ្នកបានចម្រើននៅធម្មានុបស្សនា
สติปัฏฐานนาการนายืนจำรานบานหายจิตฮัตจิตตีตั้งในกายยังเนื้อปนกุศลกาดล้างจิตตีตั้งในกายยังเนื้ออะไรอย่าใส่จะทัวเอากาดล้างโดยได้ยืนบานตัวจิตดำลงมีเยอะมาสงเอาฉันให้บานฮกช่างงานหมดอย่างนะบุคคลเนี่ยจำรานเนื้อสติปัฏฐานบุญบานสำไรใช้หรือไม่คืนชาวบ้านเนื้ออะไรอย่าใส่จะทัวบานเนื้อประเดี๋ยวเปลี่ยนก่อช่างงานอย่างหนุกได้ก่อศพอย่างหนุกได้ก็สู้อย่างหนูได้นะเนี่ยโยมนี่จำน้อยตีประปีจำน้อยตีประใบคือสันเตียทวีกังสันเตียทวีกังนี่คือประดมเย็นแบบเพียบองบานสำแดงเปรียบเทียบนะอวิชีอวิชีเปรียบใบโดยเชี่ยสันเตียในทวีธรรมดาสันเตียในทวีตัวใบเชี่ยสันเตียในทวีกรองก็ได้ตัวใบจะสันเตียในทวีนกโกกระไดตัวใบจะสันเตียในทวีเตี้ยกระไดบกโกลกาได้ยื่นเมียนบ่มนองบรรจงอ้อยเนี่ยขังขนองเจงเต้าขังกร้าวคือยื่นไตแต่เมียนสันเตียทวีดำใบตัวหรือก็เมียนบ่มนองมันอ้อยเนี่ยขังกร้าวดำใบโจมขังขนองเตี้ยขังขนองนกโกได้ได้ระบาดล้วนบ้านยื่นเมียนทวีทวียื่นบัดหายยกยกนู้สันเตียดำไปตัวกาเปียแม่เนี่ยยันยมนะจังกาเปียขังขนองพ้องกาเปียขังกราวพ้องย่างนามมิงอาวิเชียเชียสันเตียในวัดดะสองสาอาวิเชียเชียสันเตียในสายจะถั่วบกโกนามมีนอาวิเชียหายบกโกนู้อายุรมแมงตัวนู้ทวีคือสองสาหรือวัดมันเอาคืนแปลนเปลี่ยนเตเนียนยมเมียนอาไปเชียสเตียนเอาปัญญามันเอาปัญญาโจนเอาขนมสันดานในจัดเราบอกบอกโกนเตหายแตงตัวเนาทวีคือสองสาหรือวัดเอาเหมือนโน่ไอ้เนาหงงดเนาหงงลเนาชลุ่ยเนาหงเวงใจขนมสองสาหรือวัดประกอบด้วยสิ่งใดตกยางไกลเลยจังเนียนยมต่างอ่ะคนยศแต่เจเนี่ยปรังดำใบบักเนาสันเตียทวีกองนังใจง่ายโยมนะปรังไงรองไงแม่เน่บ่าวมันปรังแม่โยมคำปรังเถื่อบอนเต้บ่าวมันปรังแม่โยมคำปรังเถื่อเตียนเซลเพียเวนีนังเต้กรอนแต่ยืงบ่าวไปอัดตวนอ้อนายโยมปันแต่บ่าวสันเจ็บบ่าวอัดอ้อหายยืงไปเฉรีทอยยืงไปเฉงเงี้ยกล้อยืงแรงใช้บ่าวนังจ่อไปนู้แต่วลวลนู้แต่เงื่อนเงื่อนนู้ขนมสังสารวัฏได้ต่อดอยเอ้ดอยอ่ำนัยยืนบ้านนู้สันเตียทวีคืออาวิชีมันบานจังในสิ่งใดนั้นประดมียนแบบเพี้ยกว่าอังสันได้ท่าอาวิชีนั้นเวียบัดบังนู้สัจจะทอบัดบังนู้สิ่งใดตกขนมสังสารวัฏเอาไว้ได้จิตตกเอาไว้ได้เหมือนแมนจิตกุลใบจิตยืนต่างอ่ะเนี้ยคืนท่าจิตศพใบจิตยืนต่างอ่ะเนี้ยคืนท่าจิตกุลสบายรีดีนู้ขนมปังจะการมาคนจะดำในสิ่งใดปัจจัยขยมประกาศน้าชายรีบรอปัจจังเลิกว่าอย่างนั้นส้มประกอบจ้าพระมหาธาตุองค์ช่วยบำเพ็ญบันทันส้มในมณฑีสาธุสาธุกระดุกไทยอะไรนั้นเยียดโยมบานสดับหนึ่งปรสนาคอตีปรมปีหนึ่งคอตีปรมใบได้เปรียกกมาดกัสปะบานตูสัวเตอร์ปองเตอร์เปรียดมีนบุพีแล้วกมาดกัสปะบานสดับปรมปีสำนักในสุทีวิมหาปรุงสดับพอนั่งไอ้ดังไอ้ดังทะลุเตปีไอพองบ่เมื่อเรื่องไอ้ก็ดังดังเลยตัวไก่ตัวสลดตัวผมสับตัวไอ้ไอ้หนังนะเนี่ยยมไอ้สับทอนั่งดังตัวได้แต่ทอนั่งมาปีน้ำบังไม่หนังมอบอมปีโตมาดักกาสปะบานโจลตตัวสัวปะอังโดยสุทีวิมหาปรุงนั่งบานโยกคอปรสนาดับรามคอนั่งเอาไอ้โตมาดักกาสปะจองจำมาสัวปะอังคอที่ปรมปีบังไม่ไถ่จีกมาดการสปะลูกชงอลปองเอ้ยจีจไอ้อ๋อได้ละเปลคอตีผมใบท้าสันเตะเวียกล้องปองตาสันเตะเวียกล้องอย่างไม่เปี่ยมหาพรมสูนั่งไอ้ปองบ้านไปเจาะตากาจีจสำดาวเลิกกาจีจคือดาวศึกได้เชียร์ยิ้มเมียนสัตเตปทานนัดท่อนัดขนมเจ็ดจีบานได้เนี่ยเนี่ยยืนอยู่ที่ห้องไปยืนจังปีศาดมลงแต่นกนงได้ตัวแต่ยืมตัวจีนายโยมนะจังปีศา
sầm lo tầm péng tôi nhôm vô chọp chi tới chi chứ nhôm này hả chắc đây côn bà cần nam miền lôi bài chi bà nọ ba này ta phần phơi mắt ở miền lôi tổ tinh tầm péng đang sẵn nói nhận không hay bà sân chia trong bà thân đầm bay chi đầm lốn ọt chọp chi tề cầm láng cả ọt miền đài hãy chọn hộp đầm lốn mi hộp bàn ọt ọt tề hãy nhôm ra chứ bà vô lôi tinh ba ọt bàn chứ tờ rô lôi ở nát bà cầm lăng có ớt bà nhà có ớt xây có ớt bàn lôi ở nè à nâng viết chia bà chay môi à xây khỉa khăn ông ca ca mọc chia mà nô chọn ban vật thô na chia bầm non rồi bà nhôm toal tài nhôm nâng tăng xây cái đây chia dìa chọc khăn ông chết luôn này đang nở nhẹ nhầm nhôm chọn ban bôn toal tài nhôm chia dìa đầm bay bôn nâng ở trên bởi nhôm trong ban bón tài nhôm mình chia diêm đầm bay bón nu mình bàn tê bòn nãy nhẹ nhôm nè đem bà thân á trong khai chia bình đất cho bạn bình đất xe tật cạch bình đất tiệp xả bình đất ai thì bởi trong khai chia bình đất cho bạn trong khai chia bình đất xe tật cạch lô tra tại khuôn ai nó chia diêm cẩm lang chia diêm khuôn ai chuốc tờ đôi chuẩn linh năng bản trong khai chia trà bởi khuôn anh chọn khai chìa chá khuôn bởi cài chuyên tàu chìa chá nhận không tàu chìa chá ọt ọt mà nè hay tàu mà nè mờ ai can mê cổ chạp đam chuyên được không hay khai chìa chá đấy chọn chìa chá phần tất bởi cài chuyên ai nè bởi cài chuyên nó chọn thua chá hay bán nó nhận không bảo bởi chạc nè chẳng nhôm bầm nón chọn thua cừu bằng riêng tại tàu riêng đại riêng khuôn anh nó chân là hồn cô bà riêng ấy nghe không chọn khai chia lúc bị chia bệnh đật lúc toàn tạ bẹt bẹt thmênh bẹt chia ba rốt sọc cực tờ riêng bẹt sạp tờ riêng riêng cho công chủ tờ ấy nọ chê bẹt ấy nghe không à tề bởi nhôm chọn bàn bân tài nhôm tư bẩn đọc ba tờ thơm bơ ạ cọ xinh xinh tờ bàn tế bân nghe không à nâng nè nghe không nữa bởi trong bàn bón toa tay bẩn đỏ bón nổi bàn tớ bàn đô dục bón bàn tròm chăng ạ tròm lược đầy dùm bè hành chăng ạ tròm bọt chương lược cái chăng ạ này là giấy tròm chăm sạp lục tê tròm sở ma tiên sâu tròm thư sực đầy lõ tròm chê tròm giấy đam kê tròm lùi tròm sầm lạp sát tròm chọ tròm phân nâng bàn đô dô sầm bạch bón bàn đằng nấu lục giấy bà chong ban bon hay mình đô tê ọt bàn tê nhẹt nhầm dương chong đô khô kì ở tí hót á dễ được đô khô mà đồng nhẹ thọp đô khô đằng à chong đô khô kê bà khuôn ai cô ăn nó kê cô lo kê đô thì mua dương á nhẹt nhầm kê mà đô tê bà này anh chong đô ở khu nhóm toàn này anh thay lùi khu nhóm khá bàn khu nhóm đô chứ bà nhóm chong ban bon tại bon đá tử sạp lộ tê bón đai che sầm ma tiền sầu ắt đai che phơ là o mình đai che phơ sực đây là đồ do bán đấy bón nằng về ắt nâng nay nhiệt nhom mà chẳng to tập chia gì em nay nhom nữa cai gian nục pa sơn na sực tệ phật than na bị cha đàn na nó cai nâng hướng chi nâng chi hướng đang ngày ta chi qua nồi hướng đang ngày nhiệt nhom mày sờ lạnh chọp sắt ở rụm ạ nà ta nâng ngày nhiệt nhom đang ngẩn bên măng côn ca hư ha sập bay si phật ca cai cai chật ật ruồi cật tha bàn khnhi quan chia chủng núi plek cật thai mũi ruồi sma khan đập cai mũi khan pram rong cam mà nay cai pi tập nay sùng vây cướp sắp cai tràn nô ruột tràn chấm ran tục chóp ruột chấm ngày sắp cai o hả sầu bẻ thò nâu miên mà đánh mình prang sắp bẻ thò chỉ chấp prap bằng hành phơi miên ruột miên ruột miên khó miên trâu cua khom sắp tư của mọi khó tràn pe prang sắp tư của khó tràn pe nè nhôm nè sắp ba nè nhẹ nhôm nè ngay khom đầm bay đô gió cứ chia diêm cho ngay nhẹ nhôm chia diêm đằng chết ẩm nát chỉ cua bằng hát ở dương chầm nam bà mân sang lo chọn chia và chăm tua ruột rồi cho nam có ăn miên này nè nhẹ nhôm nè bà ắt chia diêm tê hô hai nhẹ nhom à lâu dương mơ khôn ai ngay soi đặt cái cho hai tiên bay tiên phò màu trắng mặc hai tiên nhảy lên từ vinh khôn ai đó tiên nhảy lên tiên nhảy lên mà tay diêm và man tắc cái nhẹ nhom hay soi đặt cái cho luôn mơ soi rồi nhanh luôn mơ đặt cái cho mơ tao miên flow khôn và man sai nó lừa một dương nè
hay nhìn mình đã mơ ở bà mà nè mình đã bà mà nâu bà mà nhẹ nhầm à bà dương bất nà bà đã bà kia nâng nâu bà mà hay bà dương bất bà mà bà dương ọt bì cha là nà tê hùa bê lá nhẹ nhầm đại lưu bia là hùa bê lá đại lưu ấy hùa bê là hay nhôm á đăng ấy nhẹ nhầm đăng ấy đó là dương kết bì phía rương năng bản năng ta ô ai nhảy chặt sắp bài tụng đất khơi bọn mà nhôm dây nó mà nhôm nó áo mà ai nhảy chả hai bạn được khơi bọt cho cả khmê nhỏ mấy cả khmê nhỏ ăn được khơi rương nắng á nhẹ nhôm nhưng bây giờ sẽ đài cao nhé nhẹ nhôm nhé thì cha tha cầm oi sẽ đài rồi bỏ để bắt cầm oi sừng khâm rồi bỏ đem mình toàn một đòn cầm oi sẽ đài rồi bỏ bắt sẽ đài rồi bỏ để bắt hơi nhé nhẹ nhôm tôi nhôm dung nhôm sẽ đài còn mình ban ở bên đây hay nhôm tình tân ở đó bó nìa bê là nà cốt mình toàn mà đó tình tân giang nà bà mình không có ọt bàn đây nè nhìn nhầm tình tân khoai chiên nè miên mình prang rõ bàn đó nhìn nhầm à tể tình tân chân nè chế bà mình prang riêng bàn ọt ọt đôi khi nè nhìn nhầm ní đây vỏ ông ta chích nhìn nhầm cứ chích rùm lớn nâu ca đây à crop xem xem dốt nâu sở tệ bà than vô mà đạc nông luôn miên cài gia nụ pa sà na sở tệ bà than na vê tình yên nụ pa sà na sở tệ bà than na chất ta nụ pa sà na sở tệ bà than á thầm miên nụ pa sà na sở tệ bà than á chỉ đàm đạp bàn bàn đăng này tê tê đây chạp đòn màu chọc nè nhìn nhớ chứ nói ti bằng bánh bánh mánh lột thả xua bè ông thả sần tê thuyền còn cứ sầm đau lớp ạ vì chìa bà ông phải chẽ nó nhìn nhớ nà tập hà nông à nụ thai nè tu nè ti bò hơi sài hai vô mà bà kia là thma vinh à thma nâng mơ nung nâng tao bà miên đồng thmo miên đồng cụ hoa tế bà bay xa đấy chả mòi nhồm hô cà pia rồi bà đăng tiết đây nhồm kịch mơ nhồm miên nung xóm mùi chùm nón chọp nung xóm tầng ọ miên nung xóm mùi ọt hiền bọc luôn ấy tế xài luôn ấy áo à nụ thái chùi bọc chùi xài anh út thay bỏ chùm non bỏ sai chùm non ấy tầng ao hái ở toàn ao nhôm tê ao mà hà thay bên chui bẩn đất miền tây nam pol ở mà hà thay này bẩn đất mơ ở kêu ấy có ở say có ở pol có mình pol sao trăm tiền nôm sát hơi chun nhôm vì xa hay bẩn nhôm là một cái nhau tiết ở tử đây nhôm nè để lâu cái bỏ hay cái cà phê bẩn đang hay cái ao hôm ở con đã ha mọt cứ ha chặt sợi thia sóng đây nhôm nữa năng ấy bảo sân diệm miên sẩn tiệt tuy con ria rang đòi ạ vì chia sạt lộ mình khơi đâu ạ đây giờ sạch chạm thô bứt và cọt tề ni khnông pa nhà cam kho bờ sna ti bầm pi năng ti bầm bảy ti bầm buôn là đục thề ti bầm buôn sẩm đau là sạt hình prum suôn chẳng nghe nhau sạt hình năng tàu bóng sẩm đau là thô bóng đòn ấy hay ti đắp plug bay chìa pi ta sẩm đau là ở vậy có mẹ đã cao sắp bác xua bóng ta sạch hình xâm đau lơ ở vấy xây tớ kho bà xa nà prum tha sạch hình bóng hai tì đọc ở vấy tớ lâu bay chìa phí bóng dạng nà thì môn là nụ thầy tạm bê bì lý là nụ thầy ná xô mà đặt niên thì môn ạ nụ mô tình đi hân tê bà bật bà mà hà thay đòi chùm ra nâng ai chăng mà đòi chùm nói tì bàm buồn chùm nói tì bàm buồn prom suo prakomarakasapa ampi sat hing hai prakomarakasapa nang suo da prasama sampot pa ang trong chai tha sat hing ban ta da sikadai kraut sikadai kraut mean suphip paung lang chi lakana sat hing pe da ve yom pe da ve srai ko ve paung doi khnia dai men ne nyan nyom sat hing ka na pe da yom ku paung tang khluon hai paung tang ta sai ko hai chum teu tiet men ne Squall sát hình ấy Squall ấy Nhiệt nhôm bất thở bò để sát tầng lai Sẽ cái đây crowd này Bà ông priếp thiếp bây đôi chìa sát hình Bà cô lại ná Đại miên nâu sẽ cái đây crowd Có priếp đôi chìa sát hình dàng đài Sát hình bê vừa dôm Bê vừa sai chùm tơ chương Hai prăng lăng pong pu Lăng pong thở sai co dàng ná Bà cô đại miên sẽ cái đây crowd Có prăng đôi chìa đài đại khơi nhiệt nhôm đại khăng ấy nhiệt nhôm đại miên khơi đại đại khăng ấy
មនុស្សយើងកាលណាខឹងប៉ោងដូចហ៊ីងអញ្ចឹងញោមខ្ញាំដៃផងខ្ញាំជើងផងខ្ញាំមាត់ផងហើយភ្នែកឯនោះមិនបើកមិនបើកក្រហមចង់ចាស់ហើយចំបោះខ្ជិបម្រីខ្ជិបម្រីហើយចំទៀលជេណាញោមណាប្រឹងជេហើយជេធម្មតាមិនមែននៅស្ងៀមទេសាប្រឹងមែនទេចង់ឈ្នះគេចង់ឲ្យគេចាញ់ចាត់ហ៊ីងដែលវាប្រឹងយំនឹងមានសភាពយ៉ាងណាមនុស្សដែលពេលគេខឹងមានសភាពយ៉ាងហ្នឹងហើយបើញោមជឿពេលញោមខឹងគេខ្លាំងពេលញោមកំពុងក្តាប់ដៃញោមក្តាប់មាត់ញោមខ្ញាំជើងបេះដូងរបស់ញោមកំពុងតែលុតបុកបាក់បុកបាក់ចំោះញោមកំពុងតែខ្ជិលរិចញោមសុំទ្រីគេធ្វើនឹងសិនទៅឆ្លោះកញ្ចក់មួយផ្លែតទៅមើលដូចហ៊ីងឯងមិនដូចដូចញាតញោមអញ្ចឹងដែលយើងប៉ោងបានខ្ញាំដៃខ្ញាំជើងបានអាស្រ័យនឹងធัวគឺសេចក្តីក្រោតសេចក្តីក្រោតបើមានដល់បុគ្គលណាដុតរោលដល់បុគ្គលនោះរហូតទៅដល់ប៉ោងណាញោមណាហើយទាំងបំប៉ោងនៅអកុសលធัวទាំងឡាយទាំងពួងបើសិនជាយើងខឹងអ្នកណាម្នាក់ហើយញោមអើយបំប៉ោងបំផុសនៅអវ័យអវ័យទាំងអស់ញោមណាកាលពីនៅត្រូវគ្នាស្រឡាញ់គ្នាធ្វើគុណដល់គ្នាអីសពគ្រប់តែដល់តែពេលឆ្លោះគ្នាតាំងឯងលើកណាញោមណាលើកអញធ្លាប់ទៅបន់ផ្ទះវាអញធ្លាប់ដើរជាមួយវាអញធ្លាប់ឲ្យវា10000ធ្លាប់ឲ្យវា20000កាលដែលមិនទាន់ឆ្លោះគ្នាអត់មានសេចក្តីក្រោតនឹងកើតឡើងវាអត់មានអីបំប៉ោងឡើងមកស្រាប់តែដល់តែពេលមានសេចក្តីក្រោតអាសេចក្តីក្រោតនឹងវាបំប៉ោងនៅគុណទាំងឡាយដែលយើងធ្លាប់ធ្វើចំពោះគេតែត្រង់ថាយើងធ្លាប់ទៅនិយាយដើមគេម្ដងម្កាលអត់មាននិយាយសោះណាញោមណាអាគេធ្លាប់អីឲ្យអីមកយើងអាពេលយើងកំពុងឆ្លោះគ្នាហ្នឹងអត់មានរំលឹកថាឯងបានឲ្យរបស់នេះដល់អញបានធ្វើគុណនេះដល់អញអញមានទុកឯងអ្នកហ្នឹងឯងជាអ្នកមកជួយយើងអត់មានរំលឹកឯងកាន់តែឆ្លោះជាមួយគេរំលឹកតាកន្លែងណាដែលតោជាគុណដែលយើងធ្លាប់ធ្វើជាមួយគេរំលឹកនៅនោះឯងជាការជួយរបស់យើងណាញោមណានឹងដែលការដាក់អំណាចអីដោយអំណាចនៃសេចក្តីក្រោតជាអ្នកបំប៉ោងឡើងចំណុចទី10ផ្លូវបៃជា2ផ្លូវបៃជា2គឺសំដៅទៅលើវិជ្ជកឆាធរធរនៃសេចក្តីសង្ស័យយើងអ្នកដើរនៅលើផ្លូវកាលណាយើងសង្ស័យនឹងក៏ដូចគ្នាកាលណាយើងសង្ស័យបានន័យថាយើងមិនច្បាស់យើងមិនប្រកបយើងមិនជាក់លាក់ឧទាហរណ៍ថាញោមដើរទៅមិនស្គាល់ផ្លូវដើរទៅឃើញផ្លូវមួយបែកជា2ញោមមិនដឹងថានេះផ្លូវនេះសម្បូរទៅដោយសត្វពស់សត្វកាយសត្វសាហាវអីយ៉ាងណាយ៉ាងណាញោមអត់ដឹងហើយផ្លូវនេះទៀតញោមមិនដឹងថាកន្លែងហ្នឹងមានសត្វខ្លាមានសត្វដំរីឬក៏មានស្ទឹងមានបឹងបួអីនៅស្ទាក់ខាងមុខអីនៅកាត់ផ្លូវហ្នឹងអីក៏យើងអត់ដឹងមានចោលចាំប្លន់អីក៏យើងមិនដឹងអញ្ចឹងហើយយើងនៅតែចេះតែដើរងាយស្រួលដល់ការទទួលនៅសេចក្តីអន្តរាយឆាប់ដល់នៅសេចក្តីប្រាត់ប្រាសឬក៏សេចក្តីទុកផ្សេងផ្សេងបើយើងអត់ប្រកាសថាផ្លូវនេះវាអន្តរាយយ៉ាងណាយ៉ាងណាយើងទៅចុះលោយើងទៅជួបសត្វកាយសាហាវខ្លាដំរីធ្វើបាបត្រូវស្លាប់ហើយផ្លូវនេះមួយទៀតក៏យើងអត់ដឹងដើរទៅត្រូវចោលប្លន់ក៏យើងអត់ដឹងយ៉ាងណាមិញការបដិបត្តិធម៌នៅក្នុងព្រះសាសនាក៏ចឹងដែរគឺទាមទារឲ្យយើងប្រកាសបជាឲ្យយើងច្បាស់អត់ឲ្យយើងនៅវិជេកឆាយើងនៅសង្ស័យអីអញធ្វើបុណ្យរាល់ថ្ងៃបានបុណ្យមែនអត់ទេណោះសូមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់រងចាំស្ដាប់ប្រវត្តិព្រះមហាសាវកជាបន្តទៀតសូមអនុមោទនី